8 giờ đi, đói bụng quá trời đất, mới răng chị với cô hết hai mấy ngàn. Giúp định đoạt giải quán quân để về trồng răng nè, thấy không? Mà sáng đi ghé cái tiệm trồng răng, cái nói trồng cho tôi 10 cái răng, mà một cái răng rẻ nhất mà 2 triệu một cái thôi. Ông nói bà nội, nghệ sĩ ca sĩ người ta trồng răng 30-40 ngàn, 30-40 triệu một cái, còn bà 2 triệu lấy răng gì? Ông nói giờ có hai loại răng, răng chó với răng heo, bà chọn răng nào? Không vô chứ. Quan tâm tinh thần của cô. Dạ, đến đây để thấy rằng là cuộc thi này rất là có uy tín. Uy tín thì mới có những người như cô như vậy đi thi. Con thì con thích cô rồi đó. Ồ, dạ hả? Con gái cưng, con gái cưng. Thôi bây giờ sau này con có đi diễn đâu, con mời cô đi diễn với con, được không? Đúng. Bởi vì cái tiêu chí của người xuyên Việt thì con không đủ sức để bao cô vào, nhưng mà dầm tay của con sẽ bao rộng cô đi với con. Ồ, vậy hả? Trời ơi. Vậy là cô phải về uống thuốc bổ nè. Con rớt mẹ đậu. Ủa rớt hả? Ai biết? Trời ơi, anh con dễ thương quá. 66 tuổi rồi đó. 66 tuổi rồi. Con tên Trần Thị Hương, mỹ nhân Sài Gòn xưa. Hương mỹ nhân Sài Gòn xưa. Hồi xưa là sao cái tên Hương mỹ nhân Sài Gòn xưa? Đẹp, phải đẹp á. Hồi xưa cô đẹp á. Đẹp lắm trời ơi. Bây giờ đẹp mà. Đẹp. Cái 17 tuổi cô đam mê nghệ thuật. Cái cô lén á, gia đình á, cô đi theo mấy cái đoàn cải lương á, rồi con chui lỗ chó, đâu có tiền đâu vô. Chui lỗ chó coi là vô cái không có coi gì hết, coi hai hy vọng cô cần đi sâu vào vòng trong á. Cô cũng thích cũng muốn lắm, nhưng mà cái sức khỏe, cô cũng mong cái sức khỏe cô tốt đẹp rồi cô đi hoài vậy đó. Dạ. Nhất định đoạt giải quán quân mà. Dạ. Ấn tượng nha, cô mà đoạt giải quán quân là ấn tượng chết đi, đúng không? Dạ. Nhỏ tuổi nhất, trẻ nhất, đẹp nhất. Cô nói nhỏ chút xíu cái niềm ước mơ nửa quãng đời còn lại của cô muốn mỗi đêm á được đứng trên sân khấu diễn chung với các danh hài nổi tiếng 1-2-3 câu mà cô cũng mừng, nói muốn rớt nước mắt, thích lắm, thích hài lắm, tại vì cuộc đời á thì nước mắt nhiều hơn nụ cười. Hiện giờ cô cũng còn thấp thầm. Dạ. Thấp thầm. Dạ, cuộc đời ai cũng có những cái hoàn cảnh riêng của mình. Thầy cuộc đời nó qua có nhiều sóng gió quá. Dạ. Mệt mỏi. Thôi bây giờ mình cứ yêu đời ha. Yêu đời. Dạ. Chứ, yêu đời. Tuy con không có vô sâu vào vòng trong của chương trình, nhưng mà mẹ đã vô vòng trong thì con rất là mừng. Bao nhiêu cái nỗi buồn mà con hôm nay con không được chọn thì con dành niềm vui, cũng dành tình cảm cho mẹ, chúc mẹ thi vòng tiếp theo được thành công may mắn.